Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu một thiết bị có tên gọi là TBC ngoại. Đối với những ai chơi video, đặc biệt là những người số hóa bằng từ thì TBC là một khái niệm không quá xa lạ. TBC viết tắt của từ Time Base Corrector, nghĩa là sửa cơ sở thời gian. Vậy bản chất của thiết bị này là gì? Muốn biết được cơ chế hoạt động của TBC, đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu về tín hiệu video analog, tìm hiểu về nguyên tắc tạo hình ảnh của CRT. Thì tín hiệu video là một tín hiệu rất phức tạp. Chi tiết hơn về tín hiệu video cần phải học về kỹ thuật truyền hình analog. Trong phạm trù clip này thì tôi chỉ nói vài điều cơ bản về tín hiệu video mà thôi. Thì so với tín hiệu âm thanh thì tín hiệu video phức tạp hơn nhiều. Tín hiệu video là một tín hiệu tổng hợp chứa nhiều tín hiệu con bên trong. Và để TV CRT có thể hiển thị video trên màn hình, ngoài thông tin về hình ảnh ra thì tín hiệu video còn chứa các tín hiệu đồng bộ, đó chính là tín hiệu đồng bộ mành, tín hiệu đồng bộ dòng và tín hiệu đồng bộ màu. Tín hiệu đồng bộ dòng dùng để điều khiển tia quét của CRT xuống hàng khi quét xong một dòng. Tín hiệu đồng bộ mành báo cho CRT xóa một khung hình và thực hiện quét khung hình tiếp theo. Ngoài ra, để CRT có thể hiểu về màu sắc cần phải có thêm tín hiệu đồng bộ màu. Khi chúng ta xem một đoạn video trên TV CRT thì chất lượng của hình ảnh sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Hình ảnh có đẹp hay không, có sắc nét hay không thì nó liên quan đến phần thông tin hình ảnh. Còn hình ảnh có ổn định hay không, có bị rung giật, bị trôi, bị méo hay không, đó chính là do các tín hiệu đồng bộ quyết định. Thì về lý tưởng, các tín hiệu đồng bộ phải được chuẩn hóa, tức là phải có tần số và biên độ nhất định theo một tiêu chuẩn. Nếu tín hiệu đồng bộ không ổn định thì nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến video. Đối với truyền hình, các tín hiệu đồng bộ sẽ được tạo ra bởi một thiết bị chuẩn trong đài truyền hình. Vì vậy, khi CRT nhận tín hiệu video từ đài truyền hình, hình ảnh tái tạo trên CRT hiếm khi nào bị rung giật. Đối với băng từ video, khi ghi chương trình gốc vào băng, tạm gọi là tín hiệu số 1, thì các tín hiệu đồng bộ cùng với thông tin hình ảnh sẽ được xử lý và ghi trên sợi băng. Khi phát, chúng sẽ được xử lý ngược và cho ra tín hiệu tái tạo và chiếu lên CRT, rồi chúng ta tạm gọi là tín hiệu số 2. Thì về cơ bản, tín hiệu số 2 nó sẽ không bao giờ giống hoàn toàn với tín hiệu số 1. Thứ nhất là tín hiệu số 2 này sẽ bị suy hao về biên độ lẫn tần số, đó chính là lý do vì sao mà các bản copy thường sẽ không sắc nét như bản gốc. Và cái sự suy hao này có thể giải quyết được bằng cách thêm các khối xử lý tăng cường tín hiệu video trong lúc ghi và phát. Thường những đầu video đắt tiền sẽ xử lý tăng cường rất tốt. Và thứ hai, so với tín hiệu số 1 và tín hiệu số 2 này sẽ bị lệch về thời gian, nhất là khi dùng với băng cũ, băng bị nhăn hoặc là bị kéo giãn do sử dụng nhiều lần. Các tín hiệu đồng bộ này sẽ bị thay đổi tần số, dẫn đến TV CRT quét hình ảnh không được ổn định và làm cho hình ảnh bị rung lắc. Để khắc phục điều này, người ta đã cho ra đời thiết bị TBC. Thiết bị này có tác dụng là sửa những sai lệch trong tín hiệu video, nó giúp cho hình ảnh trên ổn định hơn khi phát những băng cũ. Quy trình làm việc của TBC như sau. Nó tách thông tin hình ảnh ra khỏi tín hiệu video ngõ vào. Mặt khác, nó tự tạo ra các tín hiệu đồng bộ chuẩn, được gọi là cơ sở thời gian chuẩn. Cơ sở thời gian chuẩn này sẽ được tạo ra với pha tự do hoặc là có thể điều khiển bằng một tín hiệu reference bên ngoài. Sau đó, TBC sẽ trộn thông tin hình ảnh với cơ sở thời gian chuẩn và xuất ra output. Do tín hiệu video ngõ ra này chứa các tín hiệu đồng bộ được chuẩn hóa theo thời gian, cho nên khi phát trên TV CRT, nó sẽ ổn định và không bị ảnh hưởng bởi tín hiệu đồng bộ cũ trên băng. Thực tế, tín hiệu video ngõ vào với cơ sở thời gian chuẩn nó sẽ khác mốc thời gian, cho nên để có thể ghép thông tin hình ảnh vào cơ sở thời gian chuẩn một cách chính xác, cần làm trễ tín hiệu thời gian cũng như là điều chỉnh lại một vài thông tin hình ảnh. Vì vậy, thiết bị TBC nó cần thêm bộ nhớ và bộ xử lý kỹ thuật số. Thì chia về khả năng tác động của TBC nó có hai loại, đó chính là TBC Live và TBC Frame. TBC Frame nó sẽ tốt hơn nhưng yêu cầu bộ nhớ phải nhiều hơn. Thì để tận dụng triệt để tính năng của bộ xử lý kỹ thuật số, TBC nó còn cho phép người dùng chỉnh một số đặc trưng của video, chẳng hạn như là offset, rồi độ sáng, biên độ màu, rồi tông màu vân vân. Một số TBC loại đắt tiền nó còn có thêm tính năng khử nhiễu DNR. Một vấn đề liên quan đến TBC đó chính là dropout. Vậy thì dropout là gì? Theo lý thuyết, sợi băng từ sẽ được phủ một lớp vật liệu tự tính để ghi lại tín hiệu. Vật liệu từ này sẽ được phủ trên một sợi ni lông. Nếu điều kiện bảo quản không tốt, hoặc là sử dụng nhiều lần thì lớp bột từ này nó sẽ bị bong ra, dẫn đến mất một phần thông tin tín hiệu. Và lớp bột từ này bong ra ở dạng một chấm nhỏ. Khi phát lại nó sẽ tạo ra một đường đen mỏng nằm ngang trên màn hình, và cái vệt này được gọi là dropout. Sợi băng càng cũ, bột từ bong ra càng nhiều thì dropout càng nhiều. Và để khắc phục tình trạng này, cần thêm một mạch xử lý nữa. Nguyên tắc của mạch xử lý này như sau, là nếu như phát hiện có dropout thì nó sẽ lấy thông tin của cái dòng trước đó thay vào vệt đen. Thì về nguyên tắc thông tin dòng trước đó với thông tin bị mất ở dòng đen là khác nhau.
Tuy nhiên do hai dòng này nằm cạnh nhau, thông tin ít khác biệt cho nên là do hiệu ứng thị giác, khi xem video thì người ta dường như là không nhận ra sự gián đoạn về hình ảnh. Một số loại TPC có tính năng xử lý dropout, khi vận hành nó yêu cầu phải gắn thêm tín hiệu đốc. Tín hiệu đốc đó chính là tín hiệu để điều khiển phát hiện dropout từ đầu phát. TPC là một con dao hai lưỡi, nó giúp cho hình ảnh trở nên ổn định, không bị rung lắc. Tuy nhiên nó cũng có một nhược điểm, đó chính là do quá trình xử lý này nó trải qua chuyển đổi từ analog sang số, rồi xử lý số tín hiệu bộ nhớ, sau đó chuyển ngược từ tín hiệu kỹ thuật số sang tín hiệu analog, cho nên là hình ảnh sẽ bị nhòe, không còn sắc nét như tín hiệu gốc nữa. Vì vậy, chỉ nên dùng TPC khi số hóa nhất bằng cũ, còn nếu phát bằng mới mà dùng TPC thì hình ảnh sẽ bị nhòe. Thực tế thì TPC nó sẽ có 3 loại, đó chính là TPC ngoại, TPC nội và TPC option. Đối với những máy cũ, mạch điện cồng kềnh phức tạp, người ta thiết kế TPC riêng bên ngoài, được gọi là TPC ngoại. Chẳng hạn như chúng ta thường gặp đó là dạng máy Victor BRS610, BRS810, rồi S611, S811 vân vân. Một số đầu phát băng thì có sẵn TPC bên trong, được gọi là TPC nội. Ví dụ như là máy Sony SVO5800, rồi Bana AG7750. Thì loại này nhỏ gọn cho nên là cái phần mạch TPC này có thể được thiết kế đặt bên trong. Thì tuy nhiên cái mạch điện này sử dụng mạch tích hợp nhiều, khó sửa chữa. Ngoài ra còn có dạng TPC option, ví dụ như ở đầu Victor BRS822. Thì đối với dạng này thì máy tiêu chuẩn nó sẽ không có trang bị TPC. Nếu muốn sử dụng tính năng này thì người dùng phải mua thêm cạc TPC option và gắn vào các rãnh cắm dự phòng. Ở các máy dân dụng đắt tiền được sản xuất cuối thập niên 80 thì cũng có trang bị TPC. Thường chúng ta gặp là dạng máy Victor đời cao, rồi Bana hoặc là Mitsubishi đời cao. Bên trong của những đầu video này thường sẽ có một hộp kim loại. Đây chính là hộp dùng để xử lý tín hiệu kỹ thuật số và nó đóng vai trò như TPC. Thì tuy nhiên loại này có vẻ như là hoạt động không hiệu quả cho lắm. Đa phần các TPC ngoại dùng cho VHS thường là của hãng 4A. Thiết bị này được thiết kế ở dạng to và dẹp. Thường chúng ta hay gặp là model FA510 rồi FE310. Ngoài ra còn có dạng của Victor hoặc Bana nữa nhưng mà không thông dụng bằng 4A. Bên ngoài của TPC chỉ có hai cái đèn mà thôi. Một cái đèn dùng để báo TPC on off và một cái đèn báo Z-lock. Z-lock này là báo hiệu là TPC này được đồng bộ hóa hệ thống. Trong đây sẽ có rất nhiều các công tắc và biến trở dùng để thiết lập các hoạt động của TPC. Đây chính là công tắc dùng để bật TPC. Operate là on và bypass là off. Đây chính là cái biến trở để chỉnh định thông số của video, bao gồm là biên độ của mức video, rồi biên độ của màu, rồi pha của màu. Đây chính là setup. Ở đây có một vài biến trở dùng để tinh chỉnh pha của video, pha của tín hiệu đồng bộ dòng, rồi pha của tín hiệu sóng mang màu phụ, rồi có IC delay. Ở đây có ba nút nhấn màu đỏ, ba nút này dùng để đông cứng hình ảnh, nó sẽ phục vụ cho tính năng capture. TPC của Victor này thì cũng có những biến trở và công tắc tương tự. Nếu sử dụng trong dân dụng thì ít khi nào mà dùng đến những cái biến trở và công tắc này. Nó chỉ được dùng trong trường hợp mà đồng bộ hóa hệ thống hoặc là chuẩn hóa tín hiệu mà thôi. Đây chính là bên trong của máy. Do bên trong của máy chỉ có mạch điện tử cho nên là máy sẽ được thiết kế ở dạng dẹp. Phần bên trái này đó chính là bộ nguồn. Máy này sử dụng nguồn xung. Và đây chính là phần mạch điện tử dùng để xử lý tín hiệu. Tấm mạch phía trên này đó chính là mạch dùng để tạo ra tín hiệu đồng bộ chuẩn hay còn gọi là syngen. Đối với hệ màu NTSC thì ở đây sẽ sử dụng thạch anh 14,318 m. Ngoài ra còn có rất nhiều mạch điện xử lý analog nữa, bao gồm là các khối ABC, AFC, rồi pha lock loop rất nhiều. Ở bên phải của tấm mạch này sẽ có rất nhiều IC số, đa phần là flip flop và cổng logic. Ở đây có 3 IC, DAC dùng để chuyển tín hiệu kỹ thuật số sang analog, xuất ra ngõ component.
Phía dưới đây chính là tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu kỹ thuật số, bao gồm là bộ nhớ, rồi bộ điều khiển tín hiệu sinh gen, vân vân. Ở trên đây có sử dụng chip của 4A, rồi ở đây có một số chip của Sony nữa. Ở đây có IC xử lý trung tâm. Trên đây là các IC số họ 74, bao gồm là flip-flop, IC cổng logic, rồi IC RAM, vân vân. Các thiết bị TPC ngoại như vậy thường thiết kế với dạng IC cắm, cho nên là các mạch in này có kích thước khá to. So với TPC của 4A thì TPC của Victor này không dùng những chip xử lý nhiều chân, mà đa phần chúng ta thấy rằng IC cắm là nhiều. Thông thường hư hỏng ở những thiết bị TPC như vậy rất khó sửa chữa. Tôi cũng đã gặp rất nhiều những cái TPC như vậy bị hỏng mà. Thì đa phần nó chỉ bị hỏng cái khối sinh gen hoặc là bị hỏng IC RAM. Đây chính là cái giắc cắm phía sau của TPC. Phía trên đây chính là TPC của 4A và phía dưới là TPC của Victor. Chúng ta thấy rằng là những cái giắc cắm này nó cũng na ná như nhau. Đây chính là ngõ video in. Ngõ này sẽ được kết nối với lại tín hiệu video out từ đầu phát VTR. Cơ sở thời gian chuẩn của TPC tạo ra có thể có pha tự do hoặc là pha đồng bộ với lại tín hiệu reference bên ngoài. Trong trường hợp như vậy, chúng ta sẽ nối tín hiệu reference vào đây. Và để xử lý drop out, có thể sử dụng thêm là dock input. Đây chính là các tín hiệu output. Đây chính là video output sau khi được xử lý. Và ở đây có tín hiệu đồng bộ, tín hiệu này sẽ được kết nối ngược trở lại đầu phát VTR. Ở đây còn có ngõ component. Ngõ component này dùng để tương thích với lại các máy Betacam SP. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test tính năng của TPC. Ở đây tôi sẽ sử dụng đầu phát là đầu Victor BRS810. Và để đồng bộ thì tôi dùng TPC của Victor luôn là SAT400. Bây giờ chúng ta sẽ nối dây phía sau của máy. Video out từ VTR sẽ được nối với lại video in của TPC. Tín hiệu dock RF out của VTR sẽ nối với lại dock input của TPC. Tín hiệu đồng bộ từ TPC sẽ được nối ngược trở lại đầu phát VTR. Đối với VTR cũ dạng này thì khi kết nối với TPC, chúng ta sẽ kẹt công tắc TPC lên on. Và đây chính là video ngõ ra. Chúng ta sẽ cắm điện nguồn và bật công tắc nguồn lên. Khi TPC hoạt động thì quạt chạy nghe tiếng rất là to. Bây giờ tôi thử phát cuốn băng tắt máy nè. Hiện tại TPC đang on ha. Tôi thử tắt nè. Thì chúng ta thấy rằng hình ảnh là khá là rung ha. Những cái sọc màu này, cái biên nó khá là rung và ở phía trên thì nó có xu hướng là méo. Cái biên ảnh trên thì nó bị méo ha. Nhưng mà khi bật TPC on lên nó thì ở trên là không có bị méo nè. Chúng ta có thể chỉnh định một vài thông số video chẳng hạn như là lever nè. Sáng tối nè. Rồi giờ đây chính là biên độ của màu nè. Đây chính là màu thưa nè, đây chính là màu đậm nè. Và đây chính là pha của màu. Thì trong trường hợp mà cái đầu phát nó có vấn đề thì chúng ta có thể dùng TPC để chỉnh lại ha. Cái băng này cũ lắm rồi. Bây giờ tôi lấy băng ra nè. Đây tôi thử phá một cuốn băng tư liệu cũ ha. Các em làm món gỏi chuối trộn tôm. Và TPC on. Chúng ta thấy điều chỉnh tracking cho tracking là tốt nhất nè. Phần mà chúng ta tưởng rằng không sử dụng được nữa.
để làm được một đĩa gỏi cho 10 người ăn. Các em để so sánh thì tôi đã capture hai tín hiệu, một tín hiệu là có TBC on và một tín hiệu là không có TBC. Thì chúng ta có thể thấy rằng khi bật TBC thì hình ảnh rất là ổn định, nó không bị rung giật nhiều. Và cũng như là cái drop out nó cũng đỡ hơn là khi TBC off. Đây chính là cái tính năng chính của TBC, nó giúp cho hình ảnh trên ổn định hơn. Tỏi khô, chanh, ớt và các gia vị gồm có muối, tiêu, đường, bột ngọt và dầu ăn. Thịt các em mua về rửa sạch và không để thành một tảng lớn, mà chúng ta cắt thành từng miếng dày khoảng 4 cm. Khi cắt thịt như thế này, các em luộc thịt nó sẽ mau chín, đồng thời tất cả các gia vị bỏ vào trong nước dùng sẽ thấm đều vào miếng thịt. Miếng thịt của chúng ta sẽ ngon hơn. Sau khi thái thịt, các em lấy một nồi nước lạnh. Các em đừng dùng nước sôi, vì khi các em dùng nước sôi, miếng thịt sẽ chín rất nhanh bên ngoài và phía trong lòng miếng thịt sẽ không chín kịp. Tất cả các chất ngọt đều bị giữ lại hết. Các em bỏ thịt vào nồi nước lạnh. Sau khi bỏ thịt vào nồi nước lạnh, các em bắt đầu nêm gia vị. Để miếng thịt cho thơm và đậm đà, chúng ta nêm một chút xíu nước mắm. Một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về thiết bị TBC ngoại. Thì thiết bị TBC ngoại này có tính năng là làm cho hình ảnh ổn định hơn khi chúng ta phát những băng cũ. Thì đối với lại cái hệ analog chẳng hạn như là Umatic NVXS thì cái thiết bị TBC ngoại nó khá là cồng kềnh. Tuy nhiên đến cái thời kỹ thuật số chẳng hạn như là Betacam kỹ thuật số, DVCam thì nó không cần TBC nữa, tại vì bản chất cái quá trình xử lý kỹ thuật số trong những đầu VTR đó nó đóng vai trò như một cái TBC rồi, cho nên là không cần dùng đến TBC ngoại như vậy. Theo một số nhận xét của những người chuyên về capture thì những thiết bị TBC ngoại này thì nó có chất lượng cũng không được tốt cho lắm, mà thay vào đó thì là họ đánh giá rất cao về cái TBC nội của máy Sony SVO5800. Trong tất cả những cái dòng TBC của đầu VXS thì có thể nói là SVO5800 là họ có tính năng TBC ổn định nhất. Tuy nhiên đối với những đầu VTR không có tính năng TBC nội thì chúng ta có thể sử dụng một cái TBC ngoại như vậy, nó sẽ cải thiện chất lượng của video. Tuy nhiên có một điểm lưu ý rằng mặc dù là nó làm hình ảnh ổn định hơn nhưng mà sẽ làm cho hình ảnh nó bị nhòe ha, cho nên chúng ta chỉ dùng để capture những băng cũ mà thôi, còn khi phát những băng mới thì chúng ta không nên sử dụng TBC. Nếu có thời gian thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm một số những thiết bị phục vụ cho ngành video mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.